Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Minh Tuấn và trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua những điểm nổi bật trong thị trường phiên giao dịch ngày 7 tháng 9 hôm nay qua phần trao đổi với anh Diệp Viễn Chí, là chuyên viên phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh, thì đầu tiên anh có thể cho một khán giả một cái nhìn nhận chung về thị trường phiên ngày hôm nay không ạ? Tiếp nối những cái phiên tăng điểm của thị trường trong những cái phiên trước đó, thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường cũng có một cái sự tăng điểm nhẹ. Và cái đà tăng điểm thì được bắt đầu từ những phút đầu phiên và được duy trì cho đến hết phiên hôm nay. Tuy nhiên thì theo quan sát thì cái sự tăng điểm của thị trường hôm nay phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của các cổ phiếu có vốn hóa lớn như là Sabeco hoặc là Masan cũng như là cổ phiếu gas. Và cái dòng tiền theo tôi quan sát thì vẫn đang có một xu hướng tỏ ra khá là thận trọng và giữ cái vị thế là quan sát nhiều hơn. Và đồng thời thì lượng thanh khoản trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng không thực sự là quá cao. Chốt phiên hôm nay thì VN-Index đóng cửa tăng 3.17 điểm với tổng lượng thanh khoản trên hai sàn đạt khoảng 160 triệu đơn vị, tương đương với hơn 4.000 tỷ. Thưa anh, thì theo chúng tôi quan sát thì cổ phiếu HSG của Hoa Sen đã có một phiên sụt giảm điểm mạnh sau một chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp. Thì anh có thể cho biết chi tiết thêm về cổ phiếu HSG này không ạ? Thì trong những cái phiên vừa qua thì HSG đã liên tục có những cái sự tăng giá khá là tích cực. Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay thì cổ phiếu HSG lại có một cái sự sụt giảm với cái vị thế bán chiếm ưu thế trong phiên hôm nay. Và theo quan sát thì cái diễn biến bán ròng của khối ngoại tương đối là lớn trong phiên giao dịch ngày hôm nay đối với Hoa Sen thì đây là một cái yếu tố chính kéo cái sự tụt điểm của Hoa Sen. Và cũng như báo chí cũng đã đưa tin trong những ngày trước thì Hoa Sen trong giai đoạn vừa qua thì cũng đã gặp phải một cái vấn đề từ việc quỹ Dragon Capital đã thực hiện việc bán bớt số cổ phần của Hoa Sen và thực hiện rót vốn vào cổ phần của Nam Kim. Thì theo tôi nhận định thì trong phiên hôm nay khả năng rất cao với cái lượng bán ra của nước ngoài như vậy thì khả năng cao là lượng bán xuất phát từ những cái quỹ nước ngoài lớn như là Dragon Capital chẳng hạn. Ngoài ra thì về các hoạt động kinh doanh của Hoa Sen thì không có điều gì cho thấy có sự bất thường cả. Thưa anh, vậy thì ngoài ra có những cái nét nào chính đáng chú ý hơn nữa trong phiên ngày hôm nay không ạ? Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay theo tôi quan sát thì cổ phiếu của Sabeco tiếp nối cái câu chuyện được nói rung thì trong phiên hôm nay Sabeco cũng tiếp tục có một cái sự tăng giá khá là tốt. Và sự tăng giá của Sabeco bởi vì Sabeco là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn trong cái giai đoạn hiện tại, do đó cái diễn biến tích cực của Sabeco cũng phần nào hỗ trợ cho cái sự tăng điểm của thị trường. Ngoài ra thì các cổ phiếu như Masan hoặc là gas thì trong phiên hôm nay cũng có một cái sự tăng giá khá là tốt, cũng góp phần vào cái sự tăng điểm của thị trường. Ở một cái diễn biến khác thì trong các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản thì nổi bật lên là cổ phiếu của D2D cũng như là cổ phiếu của đất xanh. Thì đặc biệt là cổ phiếu D2D trong phiên hôm nay vẫn tiếp tục duy trì được cái đà tăng giá với một cái lượng thanh khoản có thể nói là vẫn được duy trì ở cái mức cao trong những phiên gần đây. Ngoài ra thì theo tôi quan sát thì còn có cổ phiếu của DRH sau một thời gian có sự sụt giảm về giá thì trong phiên hôm nay lại có sự đột biến về khối lượng cũng như là về giá rất là đáng chú ý trong phiên hôm nay. Thưa anh, thì nhìn rộng lên thị trường thế giới một tí thì chúng ta có thể thấy là dạo gần đây những thông tin tiêu cực thì chính trị trên Triều Tiên đã gây ảnh hưởng không ít đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới, nhất là khi chúng ta những thông tin đó làm cho các nhà đầu tư bắt đầu tìm những kênh trú ẩn an toàn. Vậy thì những thông tin đó có làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư trong nước không thưa anh, và theo anh thì mức độ ảnh hưởng sẽ như thế nào? Thị trường tài chính nói chung và cái thị trường chứng khoán nói riêng thì luôn có một cái đặc điểm là khá là nhạy cảm đối với những cái tin tức và những cái biến động về mặt chính trị. Với những cái căng thẳng đang diễn ra ở khu vực Triều Tiên thì chúng ta có thể thấy là nó đã làm tăng lên cái mức độ lo ngại của nhà đầu tư trên toàn cầu, đặc biệt là một số nhà đầu tư quan tâm tới quan tâm tới cái thị trường ở khu vực châu Á. Và ở Việt Nam thì theo như tôi quan sát thì cái tình hình ở Triều Tiên cũng có một cái sự ảnh hưởng nhất định và về mặt tâm lý đối với thị trường. Tuy nhiên thì mức độ ảnh hưởng của cái tình hình căng thẳng này nó không quá nghiêm trọng. Nó chỉ thể hiện qua cái việc cái tình hình này nó sẽ khiến cho nhà đầu tư hạn chế cái việc giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên thì về mặt điểm số thì như chúng ta cũng có thể thấy là trong những cái phiên vừa qua thì thị trường luôn
giữ được cái mức tăng trưởng tuy là không lớn nhưng nó khá là đều đặn. Và cho tới thời điểm hiện tại thì theo tôi quan sát thì chúng ta không nhận thấy có bất kỳ một sự sụt giảm sốc nào của các cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản tốt. Thưa anh, thì hôm nay là một cái phiên tăng điểm của thị trường và theo chúng tôi quan sát thì VN Index gần đây đã có những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng đáng kể. Vậy thì đây có phải là một cái điều để chúng ta có thể nhận định rằng thị trường đang sắp có phiên phục hồi và tăng điểm trong thời gian tới không thưa anh? Thì theo như tôi quan sát thì trong những phiên giao dịch gần đây đúng là thị trường liên tục có những cái phiên phục hồi và tăng điểm sau những cái đợt giảm điểm trước đó. Tuy nhiên thì theo tôi nhận định thì những cái sự tăng điểm này nó không phản ánh đúng về cái thực trạng của thị trường, mà sự tăng điểm mà phần lớn đến từ các cổ phiếu như là Sabeco với cái câu chuyện được thoái vốn, cũng như là Vincom trong những ngày gần đây cũng dấy lên được một cái sự chú ý đối với nhà đầu tư với cái câu chuyện là sẽ IPO cái mảng Vincom Retail trong cái quý tư này theo như một vài nguồn tin báo chí đã đưa tin, cũng như là sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào cái kết quả kinh doanh trong hai quý cuối năm sẽ khởi sắc. Tuy nhiên thì đó chỉ là một vài cổ phiếu mà có vốn hóa lớn và có cái câu chuyện thu hút được cái sự chú ý của nhà đầu tư. Còn về trên diện rộng thì theo tôi quan sát, dòng tiền vẫn đang giữ cái vị thế khá là thận trọng và chủ yếu là quan sát để chờ những cái cơ hội và những câu chuyện của quý 3 sắp tới. Tôi nghĩ rằng với cái tình hình hiện tại thì trong ngắn hạn cái rủi ro những cái đợt điều chỉnh ngắn hạn sẽ vẫn tương đối là cao. Tuy nhiên thì nhà đầu tư chúng ta vẫn đang chờ đợi, khá là chờ đợi đối với cái câu chuyện kết quả kinh doanh quý 3 sắp được công bố gần sắp tới đây. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai chung và dài hạn thì khả năng thị trường vẫn tiếp tục tăng điểm thì chúng ta sẽ có cơ sở hơn. Còn về cái mặt ngắn hạn thì tôi cho rằng đây chưa phải là một cái lúc thích hợp để chúng ta có thể nhận định rằng thị trường sẽ có sự hồi phục. Vậy thì với nhận định với những cơ sở dữ liệu trên thì anh nhận định và khuyến nghị các nhà đầu tư như thế nào trong những phiên sắp tới? Như tôi cũng vừa đề cập thì cái xu thế hiện tại của dòng tiền đang là chờ đợi và quan sát, và chúng ta không thấy có một cái dấu hiệu là thực sự thị trường dòng tiền chỉ không tham gia chứ không có dấu hiệu là rút ra khỏi thị trường, và xu thế dòng tiền là đang chờ đợi những cái câu chuyện tốt hơn ở cái kỳ báo cáo quý 3 sắp tới. Do đó thì trong ngắn hạn chúng ta khó có thể kỳ vọng có một cái sự bứt phá của chỉ số cũng như là của toàn thị trường. Tuy nhiên thì với câu chuyện của kết quả kinh doanh quý 3 thời gian sắp tới cũng như là tình hình vĩ mô được kỳ vọng là sẽ có những cái diễn biến khá là tích cực. Điển hình như việc khá là nhiều nhà đầu tư tỏ ra rất là lạc quan với cái khả năng chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay, cũng như là câu chuyện của việc tăng trưởng hạn mức tín dụng trong hai quý cuối năm. Thì tôi cho rằng trong giai đoạn hiện tại nhà đầu tư chúng ta cũng hạn chế việc sử dụng margin và chỉ tập trung và giải ngân cũng như là có thể gia tăng tỷ trọng ở một số các doanh nghiệp mà được kỳ vọng là có cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. Xin được cảm ơn anh Chí về những nhận định thị trường vừa rồi. Những nhận định vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình Giờ Cá Sổ. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 với phần điểm tin.